Cảm ơn quý vị đã không rời màn hình của đài IBC và ngay bây giờ trở lại với phần kế tiếp. Cô Thanh Giang muốn được hỏi Gia Hân, con đi học ở Đường Mưu như vậy là được mấy năm rồi con? Dạ, con được 3 năm, sắp 4 năm rồi. Sắp 4 năm rồi. Và ngay bây giờ thì con có đang đi học không hay là con học ở nhà? Dạ, con học ở nhà với cô giáo online. Vậy á, giỏi quá. Thế con học cái chương trình gọi là song ngữ đó như thế nào? Con nói cho cô hiểu với lại cho khán giả của đài IBC hiểu thế nào là song ngữ? Dạ, song ngữ là khi con được nói chuyện hai languages. Và trong cái bữa học của con đó, từ sáng cho đến chiều đó, thì có phải là từ, thí dụ như con nói thí dụ, nếu mà không đúng con sửa cho cô nha, là thí dụ như từ 8 giờ cho đến 9 giờ con học bằng tiếng Anh, xong rồi từ 9 giờ đến 10 giờ con học bằng tiếng Việt, có phải vậy không hay là cô nói không đúng? Dạ, con nói không đúng. Ừ, thế nào thì đúng? Dạ, có ngày mình học tiếng Anh và tiếng Việt cùng nhau, và có ngày mình làm giống như cô nói. À, vậy nữa. Rồi nếu mà học cùng nhau đó thì có nghĩa là cùng một cái môn học đó, có khi mình nói tiếng Mỹ, có khi mình nói tiếng Việt hả? À, hay quá. Vậy con thấy học tiếng Mỹ dễ hơn hay học tiếng Việt dễ hơn? Dạ, tiếng Mỹ dễ hơn. Tại sao lại dễ hơn? Dạ, tại vì khi con nói tiếng Mỹ, con nói con không có bỏ dấu vô. Khi con nói tiếng Việt, con phải bỏ dấu vô. Vậy hả? Vậy thì nó làm cho cô rất là thắc mắc. Tiếng Mỹ dễ hơn như vậy mà tại sao con lại đi thi cái giải gọi là giải học sinh, sinh viên Việt Nam gương mẫu? Cái giải đó mình có được nói tiếng Mỹ không? Dạ không, chút xíu thôi. Chút xíu thôi, chỗ nào mình bí quá mình mới nói tiếng Mỹ phải không? Chứ còn nếu đúng ra là mình nói tiếng Việt. Nhưng mà thế là con là người quyết định để mà đi thi giải hay là ba mẹ là người khuyến khích con đi thi? Dạ, thầy cô giáo khuyến khích con đi thi. À, thầy cô giáo nào? Dạ, thầy cô giáo trong trường của con. Vậy hả, trường Đờ Miêu của con khuyến khích con đi. Xong rồi con suy nghĩ mất bao lâu thì con đồng ý? Dạ, khi các thầy cô hỏi con nói dạ. Dạ, con sẽ đi thi hả? Dạ. Con không cần về nhà hỏi hỏi xin phép ba má hết hả? Đâu con, má lúc đó má trong trường luôn. Lúc đó má trong trường luôn. Ồ, vậy vậy có nghĩa là thầy cô giáo mời má đến gặp thầy cô giáo để nói chuyện cùng với con cùng một lúc phải không? Yeah. Ừ. Rồi, vậy là xong, cái má đồng ý và con cũng đồng ý để đi thi đúng không? Yeah. Mình gọi là đi thi. Vậy thì khi mà con chuẩn bị cái gọi là cái hồ sơ, cái đơn đó con, để mà đi thi cái giải đó, thì con làm một mình hay là ai giúp con làm cái hồ sơ đó? Dạ, con làm một mình. Vậy nữa, thế con nộp hồ sơ trên mạng hay là con nộp hồ sơ giấy? Dạ, con nộp hồ sơ giấy. Tại sao con lại không nộp trên mạng? Dạ, cả hai. Con làm cả hai luôn. Ồ, con làm cả hai. Thế thì con thấy hồ sơ giấy với hồ sơ mạng cái nào dễ hơn? Dạ, hồ sơ giấy. Tại vì khi con viết, con không có phải nói chuyện, và khi con nói chuyện nhiều, cái giọng của con rất yếu. À, cái phần nào mà con phải nói chuyện? Dạ, cái phần mà con hát và con đọc vài câu thơ. Rồi, cô hiểu rồi. Vậy thì khi mà theo cô biết đó, là cái cuộc tuyển lựa đó nó có hai cái phần chính, nó gọi là hai giai đoạn. Thì cái giai đoạn đầu tiên là con nộp cái hồ sơ con vô, xong rồi ban giám khảo, các quý vị giáo sư, các thầy cô mới chấm bài của con. Xong rồi họ sẽ lọc ra những cái thành phần mà được điểm cao nhất, họ mới mời vào cái giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn phỏng vấn. Thì con nhớ cái giai đoạn thứ hai phỏng vấn mà con đi đến một cái chỗ trung tâm đó, con gặp các thầy cô ngồi ở trong phòng hỏi con những câu hỏi không? Con nhớ hôm đó không? Dạ, con nhớ. Ừ.
cái hôm đó cái cảm tưởng của con như thế nào? Dạ con rất vui và con chút xíu hơi lo. Chút xíu hơi lo hả? Tại sao con lo? Con lo cái gì? Con lo con sẽ làm một câu sai xong rồi con không có được vô. Thì xong rồi khi mà các vị giáo sư đó hỏi con đó, có câu nào con trả lời sai không? Dạ không. Vậy hả? Thí dụ như một câu hỏi hôm đó là câu gì con có nhớ không? Dạ các thầy cô giáo hỏi con là con có biết hát bài hát hay là đọc câu. Con trả lời là con biết làm cả hai. Và các thầy cô giáo hỏi con hát và đọc cơ. Rồi cái câu trả lời của con hôm đó con hát cái gì? Con đọc cái gì? Con hát bài Hào Khí Việt Nam và Quốc Ca Việt Nam. Và con đọc thơ Bà Trân và Con Trai Như Núi Thái Sơn. À, giỏi quá. Thế bây giờ con có nhớ hôm đó con đã hát như thế nào không? Hay là bây giờ con hát thử lại đi. Hát hát thử bài Hào Khí Việt Nam đi. Con nhớ mấy câu, con cứ hát đi. Việt Nam ơi, giống hùng tiên, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con say cờ đồ. Thời gian qua, khiến dưỡng đời ông cha, dừng xây dư yên bờ cõi. Để tương lai, con cháu cùng hoan ca, đất nước thanh bình, rực rỡ kim hoa. Wow, wow, hay quá. Cái này là con tự, con tập hát hay là có ai giúp con? Dạ, có khi con tự tập hát khi mẹ bận rộn và có khi khi mẹ rảnh mẹ đọc với con. À, trời ơi, hay quá đi. Cái này là mình hát, tiếng Việt mình gọi là hát chay, không có nhạc đó. Nếu dạ. mà có nhạc chắc là còn hay hơn nữa đó, thưa quý vị khán giả. Thế còn cái phần mà đọc ca dao tục ngữ thì con đọc cái gì? Dạ, con đọc bài thơ ở trong trường dạy con. À, bài đó là bài gì? Con đọc cho khán giả mình được cùng thưởng thức luôn. Dạ, đầu vôi phất ngọn cờ vàng, sơn thôn mái cỏ chiến trận sông pha. Trong gai một cục quan hạ, dầu khi chiến tử còn là hiển linh. Wow, bài đó có tên là gì vậy con? Dạ, bài đó là bài lịch sử. Bài lịch sử. Thế cái phần đó là cái phần mà con nhớ, rồi con biết là con không có trả lời sai câu nào hết, phải không? Trước khi mà con vào cái phòng mà các giáo sư đó phỏng vấn con á, con nói là con hơi lo ấy gì? Tiếng Việt Nam mình gọi là run á, gọi là khớp á, mà con nói là con hơi lo. Thì khi mà con được phỏng vấn xong rồi đó, con có hết lo không? Hay là con vẫn tiếp tục lo? Dạ con hết lo, con rất vui luôn. Vậy hả? Rồi đến khi nào thì con biết con được giải? Dạ tuần tới mẹ nói con là con được vô cái thứ hai. Vô cái thứ hai, rồi nghĩa là vòng chung kết đó con. À, vào vòng chung kết, dạ. Vô cái thứ hai, à, giai đoạn 2, dạ. Đúng rồi. À, xong rồi sau đó đến cái ngày mà mình đi phát thưởng đó, con có biết con được hạng nhất không? Dạ con được hạng nhất. Nhưng mà con có được biết trước đó không? Khi nào thì con biết là con được hạng nhất? Con biết khi các thầy phát con cái lãnh thưởng, con nhìn xong rồi con biết là con hạng nhất. Vậy hả? Thế cái hạng nhất thì mình được cái phần thưởng gì? Dạ con được nhiều phần thưởng, con được nhiều cái quà, con được trưng ở nhà. Xong rồi con cũng được 300 đồng. Con chia wow. 100 cho mẹ, 100 wow. cho ba. Xong rồi con cho 50 đồng cho trẻ con nghèo. Và con giữ 50 đồng để mua cuốn sách. Trời ơi, vậy là con đã xài hết ngay. Xài hết rồi, con không để dành để mai mốt đi học đại học sao? Nói như vậy thưa quý vị, Thanh Giang nghĩ rằng là chắc là cháu nó sẽ còn tiếp tục thi nữa, thi dài dài, và vì cái sự thông minh và lanh lợi như thế này thì chắc chắn là cháu sẽ còn đạt được nhiều giải nữa. Cô thấy bên cạnh con còn có một cái phần thưởng gì nữa con có mang theo ngày hôm nay mà phải không?
À, vậy thì con dơ lên cho khán giả cùng coi nó là cái gì. Đó là cái tấm plaque, phải không? Của cái người được hạng nhất. Thưa quý vị, giải học sinh sinh viên Việt Nam gương mẫu cho đến kỳ thứ 6 thì đã có được 6 cấp lớp về tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3, lớp 4 đến lớp 6 và trung học thì chia ra làm hai là trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp. Thì Việt Nam sau này gọi là cấp 2 và cấp 3 là như vậy. Rồi đại học thì có đại học và hậu đại học. Thì cháu Nguyễn Gia Hân đã đoạt được cái giải nhất cho cái cấp tiểu học 1, 3. Và cứ mỗi 2 năm thì ban tổ chức họ lại nhóm lại và tổ chức một lần nữa. Cô hy vọng là con đã đạt được một cái nền móng rất là tốt. Ngay cái cấp 1, 3 con đã được hạng nhất. Thế con có dự định tiếp tục cho tiểu học cấp 4, 6 khi mà ban tổ chức họ ra cuộc tuyển lựa nữa hay không? Có. Vậy à. Thưa, cảm ơn con. Cảm ơn quý vị và chúng tôi xin phép được ngưng trong vòng vài giây phút để mà chạy một vài thông tin thương mại và sẽ trở lại với quý vị về cái phần 2 rất là đặc biệt để tiếp tục nói chuyện với mẹ con của Từ Ái và Gia Hân. Cảm ơn quý vị. Chớ quên đời đời con cháu dòng tiên.